Thì đấy nha mọi người, lúc nãy mình có bứt mới quả chanh này. Đây là những quả chanh già rồi mọi người nhé, chúng ta có thể bứt đi đấy, không thì trong vòng tầm khoảng ít ngày nữa nó sẽ chín vàng và nó sẽ rụng đi và rất là phí mọi người nhé. Nếu chúng ta không biết cách bảo quản á, mà để ở ngoài cây để nó chín vàng đi á, nó rất là phí của nhá. Đấy, những quả chanh mà khi mọi người mà cảm thấy này, nó căng cứng ra như này, nó tròn như này, có nghĩa là nó đã sắp chín rồi nhá. Đó, nước ở trong này rất là nhiều nước là nó bọng rồi đó, và đến cái thời điểm mà chúng ta có thể là nhiều thì đưa đi bán đi hoặc là có thể sử dụng rồi nhá, còn để già quá thì nó sẽ bị rụng và bị hỏng đi. Thì bước vào đây một ít chanh này, và mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm là ba cái cách để chúng ta có thể bảo quản được chanh như thế này nhé. Bảo quản chanh như này khi bứt xuống cây rồi và bảo chanh là trong vòng một năm không hư luôn mọi người nhé. Đây là cái cách đầu tiên nhá. Thì mọi người này, chuẩn bị cho em là một cái khay đá như thế này. Quản với cái cách là bằng khay đá như này thì chắc chắn là mọi người rất là ít người biết đúng không ạ? Khi mà mình lấy cái khay đá trong tủ lạnh ra, hoặc là mọi người có cái khay đá mà chưa dùng đến ấy, thì mọi người nhé, lấy cái mớ đá này ra cho em. Đấy, rồi em sẽ lấy cái mớ đá này ra nhé, và bỏ vào trong cái ca này đi. Em sẽ lấy đá và bỏ vào trong cái ca này. Ở đây mọi người hãy lấy dao nhá, và sau đó này chúng ta hãy cắt quả chanh ra, thấy không ạ? Quả chanh rất là căng nước luôn, cắt ra phát nào là nước bắn ra phát đấy luôn này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Quả chanh này cực kỳ nhiều nước luôn mọi người nhá. Đây là vườn nhà mình tự trồng ra luôn, không phải đi mua đâu. Mỗi lúc mà đến cái mùa hè như này á, trái chanh ra rất là nhiều. Thậm chí là những người hàng xóm xung quanh nhá, qua thì xin chanh này rất là nhiều luôn. Đó. Rồi mình có thể này, chúng ta có thể nặn ra nhá. Đấy. Mọi người thấy không ạ? Quá là nhiều nước luôn đúng không ạ? Nặn ra hết những cái khay này cho mình đi. Đấy, mọi người nặn hết ra những cái khay này cho mình. Đó. Vắt hết ra cái khay đá này cho em. Thì đây là hiện tại mình làm video, mình muốn làm thời lượng ngắn thôi và chia sẻ kinh nghiệm đến cho mọi người, cho mình sẽ nặn một quả đây như này cho mọi người nhá. Đó, còn lát nữa quay video xong thì mình sẽ nặn hết ra luôn. Đó. Rồi nếu mà sau khi mà chúng ta mà đã làm mà nặn ra hết chỗ khay đá rồi á, thì cô chú và anh chị và mọi người này chuẩn bị cho em cái màng thực phẩm như này nhá. Sau đó là bọc trùm lên. Đấy. Sau đó là chúng ta bọc trùm lên cái khay đá như này. Đó, bọc trùng như thế này để làm gì thì mình sẽ nói cho mọi người biết sau luôn nhé. Chúng ta cứ bọc trùng lại như này cho em, đưa vào tủ đông cho em nhé. Mọi người đưa vào tủ đông, để trong tủ đông cho em, mọi người có thể để 1 năm, 2 năm rất là bình thường luôn. Khi nó đông cứng hết lại rồi, đấy. Và khi mà mọi người muốn lấy ra dùng để làm canh này, hoặc cả nấu nướng gì này, hoặc pha nước uống này, mọi người chỉ việc là lấy ra, sau đó mọi người lấy đi một cục, đấy, hai cục gì đấy. Mọi người làm nhiều thì mọi người lấy nhiều, giống như là lấy viên đá ra đấy. Sau đó mọi người lại bỏ trực tiếp lại vào trong tủ lạnh. Cái cục đá đó đi, mọi người bỏ trong chén, trong bát, mọi người pha nước chấm. Đó, nó hòa tan ra, nó sẽ pha nước chấm, nó tan đá ra rồi, pha nước chấm. Mọi người nhá. Một khi mà đã làm đông rồi thì mình có thể là để 1 năm, 2 năm bình thường luôn mọi người nhá. Đây là cách bảo quản chanh lâu nhất luôn mọi người nhá. Cách thứ hai là cách chúng ta không cắt ra nhá. Đấy, chúng ta không cắt ra mà chúng ta để nguyên như thế này luôn mọi người nhá. Rồi chúng ta không cắt ra nữa, mà chúng ta cũng lấy cái màng bọc thực phẩm như này. Đó, mọi người bọc lại cho em thật kín nhá. Mọi người thấy không ạ? Ở trong các siêu thị á, tất cả các đồ ăn thực phẩm người ta đều bọc lại màng thực phẩm để làm gì ạ?
để là ta ngăn không khí, không cho không khí là tiếp xúc trực tiếp vào các cái thực phẩm, thì ở trong không khí á, thực sự ở trong không khí có rất là nhiều vi khuẩn nhá, nó đang còn bay ở trong không khí á. Đấy, và nó truyền nhiễm qua cái đường không khí và nó theo cái đường không khí và nó xâm nhập từ chỗ này qua chỗ kia. À, ví dụ như là cái quả này mình bỏ như thế này mà mình bỏ trong tủ lạnh đúng không ạ, thì khi mình bỏ trong tủ lạnh mà không có bọc như thế này á đó, và những cái này không có bọc lại đó, như cách số 1 và như cách này không bọc lại, thì những cái vi khuẩn ở các cái đồ ăn ở trong tủ lạnh nhá, nếu có những vi khuẩn nào lỡ bị hư rồi đây, nó sẽ bay theo không khí và nó truyền qua những cái quả chưa hư đấy. Ví dụ như trong này có một quả hư thì là nó sẽ có vi khuẩn đúng không ạ, rồi nó sẽ lan truyền sang qua chỗ này qua chỗ này. Chúng ta không bọc bằng thực phẩm lại á, khi chúng ta bỏ thịt này đó, hay là bỏ những cái gì đó hôi tanh này, cá này, thì những cái hơi hơi hôi hơi tanh đó nó sẽ bốc mùi và nó sẽ ngấm vào trong khay đá này và nó ngấm vào trong các cái quả này, khi mà chúng ta ăn chúng ta uống á là cảm giác mùi rất là hôi tanh luôn đó, đúng mọi người. Rồi em bọc một lát nữa nhé, em bọc cái mới này, còn để ít quả nữa thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người và em chia sẻ cho mọi người những cái cách cách thứ ba cực kỳ độc đáo và cực kỳ lạ luôn nha, mọi người không thể nào mà tưởng tượng ra là cái cách thứ ba là nó lạ lẫm đến như vậy luôn, mà không thể nào mà là mọi người có thể nghĩ được là nó sẽ bảo quản được đâu mọi người nhá, mọi người nghĩ là nó sẽ hư ngay lập tức luôn đấy, nhưng mà thực ra cái cách đó là cái cách mà ông cha ta lúc trước rất là hay dùng luôn mọi người ạ. Rồi mọi người nhá, cách số 3 này, giờ em sẽ đưa cái mớ này vào tủ lạnh em bỏ nhá. Đấy, mọi người bỏ vào ngăn đông hết cho em, bỏ vào ngăn đông hết luôn nhá. Đấy, cái này thì bỏ ngăn mát cũng được, nhưng bỏ ngăn đông thì nó sẽ lâu hơn nhá. Đây mọi người nhá, đây là cái cách thứ ba này, cách này thì rất là thú vị luôn nhá. Đấy, khi mà ông bà nói thì mình còn không thể nào tin được luôn. Đấy, nếu mà mọi người bảo quản số lượng nhiều á, thì mọi người có thể là chọn những cái khu vực nào đất nào mình ít ít động đến á, đó, mình ít có va chạm, ít có người qua lại á. Cái chỗ ví dụ như là ở sau vườn của mình chỗ nào đấy đấy, hoặc là mình có thể là lấy một khúc ít đất như này này đó, mọi người bỏ vào thùng xốp cho em được. Đấy thì giờ ở chỗ vườn của nhà em đây thì có một ít đất như này đó mọi người nhá. Sau khi mà chúng ta bới lên như này đúng không ạ, rồi chị ơi chị việc là bỏ những quả chanh này xuống dưới đất cho em nhé đó, mọi người nhiều thì đào hố nhiều xuống cho em. Sau đấy á, chỉ việc là rải lớp lớp đất này lên đó, mọi người rải lớp đất này lên cho em nhé. Đây là cách hoang dã đấy, cách mà khi mà chúng ta ở trong rừng trong rú hay là chỗ nào mà chúng ta không có tủ lạnh nhé, đấy chúng ta đi làm ở những cái khu vực mà không có tủ lạnh hoặc là như thế nào đấy. Đây là cái trường hợp bảo quản được rất là lâu của các ông các bà nhé. À, ngắt đi một hai cành lá thì cũng được đó, để chúng ta bỏ lên đây để khi mà nước mưa nó mưa xuống nó không bị cứ trôi trôi lớp đất đi nhé đó, thì chúng ta có thể bảo quản theo cách này trong tầm là khoảng 5 đến 10 tháng đó, 5 tháng 5 6 tháng rồi nhé. Đó, bỏ lớp lá này, lá to càng tốt, lá mùng cũng được mọi người nhé, bỏ che lại để cho nước nó không có thể mưa to nó cũng không thể xối đi được đó, thì 5 6 tháng sau chúng ta lấy lên đó, thì chúng ta lấy lên thì chúng ta vẫn có thể là dùng được bình thường mọi người nhé. Bởi vì là sao, khi chúng ta bỏ dưới này á thì lớp đất này nó có độ ẩm á, nó sẽ ngăn chặn được cái tình trạng là quả chanh bị bay hơi bay nước đi và nó sẽ khô quả chanh đi nhá. Thì ở dưới lớp đất này nó lúc nào nó cũng ẩm thấp, nó cũng rất là ẩm nhá đó, nên là nó sẽ giữ được lại cái phần chanh sẽ không bị khô héo đi mọi người nhá, sẽ trong vòng được tầm khoảng nửa năm đó. Có những ý kiến nào hay thì mọi người có thể là comment xuống bên dưới nhá, để hướng dẫn cho tất cả mọi người, chia sẻ kinh nghiệm với tất cả mọi người nhé. Thôi, video đến đây là kết thúc nhé. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn nhé. Hẹn mọi người với video tiếp theo nhé.